nó nhẹ tục trinh. Còn có nhớ món cổ truyền quê mình hay không? Thế thì nói là món gì nào? Món cầy tơ. Gọi thì nhớ cái giả cầy thì đây gọi là ngan nấu giả cầy. Đi nâu cho nên mất hết. Trong đấy ngày xưa vào nhà còn muốn ăn tiết canh còn không có đúng không? Cái phở Hà Nội cũng vậy đâu. Trong Sài Gòn những năm ở quận 4 mẹ muốn ăn cái phở. Năm về quê ăn quên hết rồi. Hỏi chỉ nhớ mới có cái chữ cầy. Có điện rồi đấy chú Kiên ạ. Đấy nó mà lòi vữa ra ngoài là chết đấy nhá. Anh à, đấy cho em thấm mịn vào, đẹp vào. Cứ phải đẹp mà mịn. Không thể lòi được. Đây là phó cả đang chuẩn bị khâu con súng bắn đập rồi. Dùng khỏe được vào.
Đã xong rằng cả nhà. Mời cả nhân cơm anh em nhà mình nhá. Nào các bác ơi, làm cái cho mát mẻ thằng người cái nhá. Bữa cơm gia đình. Ủng hộ này, kiếm chú trời hỗn quá trời, cả ca bia đấy chết. Người thì cứ ca bia, người uống bia, người uống rượu. Wow 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 wow. À, đã rồi. Nhấm nhanh nhá. Đây mình chia sẻ này. Hôm nay là Ngan nhà Bùi Tôn đây là mang lên để nấu giả cầy uống rượu, nhưng mà không ai biết, không ai làm có được là phải đáng lẽ phải đánh tiết canh thì mới ngon cả nhà. Đây Ngan nấu giả cầy đây rất ngon. Con này phải mấy cân à? 6 cân à? 6 cân hay 7 cân? 6 cân 3 để 6 cân 3 à? To thế, nâng tròn thế kia. Như thiên nga ấy. Ôm con nga nặng gãy tay. Nó là dòng thiên nga. Đỏ như thế để bác tự nhiên thôi. Người Hùng này lần đầu tiên lên sóng. Đây là ông này là mới ở Sài Gòn ra. Đấy. Ông bạn mình mới ở xong Sài Gòn ra, làm kinh tế ở trong đấy cũng ba mấy năm rồi, bây giờ về tóm được. Tính vào 37 năm rồi. 37 năm à? 37 hay 36 rồi. 37. Có gì không nhớ nhỉ? Lâu rồi. Tôi nhớ ông vào cái năm đấy. Đúng rồi, cũng phải tầm 37 này. Đúng rồi. Dịch bão lũ. Về ông cần thuê xe về đi cần đặt nối. Lâu nhỉ, đi lâu đấy, về đúng rồi, thế đổi thay cơ. Đổi thay nhiều. Thế dân mình đổi thay nhỉ? Đấy, đi mấy chục năm về. Bây giờ cứ anh em nhà mình ở trong đấy mà đi ra đây là nạ hết, đường xá thay đổi hết. Mấy chục năm đại gia trong Sài Gòn. Chắc là vừa rồi vài ít nhiều cho biếu bố với mẹ chắc mỗi người mỗi ông bà 100-200 triệu để làm quà ăn sáng đi bao nhiêu năm giờ như thế. Còn cái nhớ món cổ truyền quê mình đi không? Thế thì nói là món gì nè? Cầy tơ. Gọi thì nhớ cái giả cầy thì đây gọi là Ngan nấu giả cầy. Đi nâu cho nên mất hết. Trong đấy ngày xưa vào nhà còn muốn ăn tiết canh còn không có đúng không? Cái phở Hà Nội cũng vậy đâu. Trong Sài Gòn năm ở quận 4 mẹ muốn ăn cái phở. Năm về quê ăn nên quên hết rồi. Hỏi chỉ nhớ mới có cái chữ cầy. Có tí thế là được rồi. Đây gọi là Ngan nấu giả cầy. Truyền thống quê mình như thế. Hai cháu rượu với bia đây. Nào cả nhà lại làm cái cho mát mẻ người cái nhỉ. Keng 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 keng. Vừa quên hết đi. Đúng là giả cầy. Ăn giả cầy ngon như chó luôn. Mời cả nhà này đây. Ngan nấu giả cầy ăn ngon lắm. Bây giờ chán luộc các thứ rồi.
với bà em dâu con chú nó nấu nó nốt bàn nữa chưa. Chờ lâu lắm. Hôm xưa mình cũng bảo là em nấu đã kịp đâu. Bảo không có chum của anh nó cây khê hết này. Lấy ba chum nữa để ngâm vào. Nó không kịp nữa. Biết. Thế hôm qua em đi bán con lít rượu trong phòng hết rồi. Chẳng nhẽ cãi nhau. Chẳng nhẽ cãi nhau có mấy chục lít rượu hẹn từ ngày đang gây nhau. Hẹn từ năm ngoái luôn. Từ tháng 12 năm ngoái. Ôi trời ơi. Qua mua còn 100 lít còn hôm nay cãi nhau bảo có bán thì bán lấy chỗ khác. Thế là phải trả lên cho 40 lít. Mà cứ ừ. Vì nó cái hẹn 100 lít là phải trả lên nó mà đủ. Anh thế là mình cứ chia sẻ cả nhà đây là ê, thằng em mình vợ nấu rượu ngon lắm, nó là không kịp nấu rượu. Nó nhiều khách quá. Mỗi tháng tầm 1.000-2.000 lít thì nó trong bố ai mà nấu được. Đấy, cho nên là anh em trong nhà khổ lắm. Đặt từ như bác Phở đặt từ năm ngoái nó lấy được. Tháng 12 năm ngoái không lấy được. Sáng hôm qua ông Tiến Đào lên làm 2 can. Nào. Xin phép cả nhà nhá, riêng với ông Sài Gòn, riêng Tây với ông Sài Gòn cái. Tiến Đào là sang đây rồi. 50 hay 100? 100 rồi. 50 à? Mấy thì về uống rượu quê mình xem nó có đậm đà như trong đấy không? Wow, lắc cái nhỉ, đây là lắc. Lắc thôi, nhấm đi, nhấm mạnh vào, gập mạnh vào nhỉ. Đấy, ăn uống phải bốc vác xếp sướng. Bác rượu Tuấn rượu mạnh hết đấy. Đấy được cái mồm Tuấn này, uống được mấy rồi, uống tí say say à? Bình thường không có số không tình cảm hết, nhưng mà bây giờ bọn uống một đôi nhưng mà hai say đó. Bây giờ bọn đàn bà uống tinh thần. Tôi uống nhà ông Minh Thông ấy, mấy 1 giờ đưa về. Nhà chưa chia sẻ món ăn mấy nhỉ? Đây là khoai tây nấu với xương lợn này. Đấy, đỗ xào. Đây là thịt rang bí đậu. Thịt rang đậu. Khoai tây nấu với xương lợn. Thịt rang đậu. Thịt này chả quá ăn không ngon. Rồi có mỡ mỡ ngon. Đây đỗ xào. Còn một con ngan của chú Tôn là 6 cân mấy là nấu giả cầy. Tông bác can, ở dưới kia còn nưng xoong nữa, mấy chị em đang ngồi ở kia. Mời cả nhà nhá, chia sẻ bữa cơm gia đình mình. Wow, ngon quá. Diễn mời do quá đông bán. Mời cả nhà này. Chết rồi là mày tao hết. Nắm bồn. Ngon, bảy ngon, dơ cái mặt, bởi thương dao là quá, bia đâu vậy, say chết, đồ la, tỏng hết. Cái của tôi là thứ đó. Ngon. Đây là đại ca nhà mình này. Ngon. Đại ca nhà mình năm nay là ngót 70 đấy. Ngót 70 rồi. Nó thật. Mua bên các bác có đâu có mấy 4 năm. 4 năm. Đang là sớm nhất. 49. 5 9 60 à? Bước vào tuổi 60. 58 là niên 9 lên 59. À nhớ 9 mình nhìn 54. Thế như thế mà tính chất là giải hạ. Thế mê gọi là. Ngàn nấu giả cầy. 9 là giáp vào hội đấy. 49 thì trẻ quá. Giáp đúng vào hội của nó. Nhưng mình nhớ là nên rồi đấy nhỉ. 49 vẫn đẻ. Cảm ơn. Thì năm ngoái thì 60 ví dụ như bác đẻ năm canh tí. À bác là giáp tuất. Năm ngoái là mình đến rồi. Năm đấy là cũng lại giáp tuất. Đặng là 60. Đặng là 9 60. Hưng năm ngoái. Chăm chăm nhá. Cái này chăm chăm nhá. Chăm chăm đi. Năm kia cạn từ ông Sài Gòn ra. Thế rồi thế thằng kia. 48 hai thằng cháu. 49 năm kia nè. Kìa. Ai à, thằng kia hết đi, bị hết đi. 70 nhiều lắm. Nhiều thì hết đi. Nào, nắc bác kia. 71 nhà bác em đâu đó. Đấy, nắc nắc. Năm nay bọn này nó còn đang rủ vào trước qua mấy tuần. Uống đi còn nắc. Vào mới biết thì uống vào thì nhanh lên. Thế nhỉ, đấy. Cả nhà mình cứ chia sẻ với các anh em mình thế, ăn uống là cứ phải ai thích ăn gì uống gì cứ tự nhiều hoàng dã thế rồi nó ngon. Thế mình chỉ chia sẻ bữa cơm gia đình nó chứ không phải khách khứa gì cả đấy, toàn những người trong nhà anh em con cháu thôi. Hội đấy rất đông. Ngon lắm. Ai bia thì bia, ai rượu thì rượu. Tranh luận đang tự ái, này không có người đi dàn hòa. Bước thằng Giang vào. Hội đấy là đông lắm đấy. Hội em có hội cũng có. Ô có nước ngọt mang kia cho các bà uống chưa?
mang rồi nhỉ, mười thằng em phải mua mỗi đứa một loại cho các bà nào uống, uống màu gì thì uống đúng không. Người thì thích bò húc, người thì thích cái nọ cái kia. Ôi những em mà là tứ thân phù mẫu bây giờ cũng có lỗi phải có ngoại. Bây giờ bảo là bên ngoại không cần. Úi giời, chí nữa bị tuyệt chủng rồi đấy. Cậu khôi phục mãi gà tre bây giờ nó mổ hết. Đây chiều dù đấy còn không giả đến tiếng buồn. Kệ nhớ ông kia thật thiệt thân. Đấy là do hội, do hội quy định đúng là cả hội quy định là tứ thân phù mẫu. Đúng rồi cũng được. Hai bên như nhau, tức là chỉ về hiếu thôi. Điếng không ăn cố. Đến cái vòng hoa rượu vào mà là cần gì bên ngoại, cần gì bên nông vợ. Thế là không được. Thế là đến lúc tôi hỏi là hội miếng canh, hội miếng tổng miếng đến như nhà vợ đấy có đến không? Cả năm gặp nhau một lần. Đóng lên cái quỹ là to nhưng đỡ phải có. Ngon món là cày ngon thật đấy. Đúng rồi. Nông ngày về ăn chẳng ngon. Cơm không ăn gạo nó cuối cùng còn vài ông chia nhau ăn. Thỉnh thoảng ngoài ra phải về quê phải rẽ vào chú biển giao lưu. Cứ ở trong đấy suốt đấy, quê mình nó là như thế, những cái món đơn giản này nhất đấy, như thế cần ngon rồi, cần ngon rồi, nhai tiếp rồi đút cả mồm nhai phồng má cho mắt này đấy, ngon không đấy. Nào đi ăn cái nhà các bác ơi, tuấn mày hết cái đấy đây, cái cốc bia uống nhiều, uống bia với bia hết đi, còn rượu thì nhâm nhi thôi. Thanh niên thì ăn uống nhỏ nhẹ như thế thì bao giờ con gái nó được, ở nông thôn con gái nó phải thích, phải ăn thùng uống vại, nó khỏe, mới bốc vác được núa má được. Wow, trời ơi. Tết được tuổi cưới thì cần cưới đi, cần cần cù bồ ăn uống. Cần cù bồ ăn uống. Chú tôi nữa đang mà cần cù bồ ăn uống. 27. 27. Thứ tư. Thứ tư 27. Thứ tư cùng Cường nữa thì nữa. Sau Cường mà Nam, Cường 28. Cường 28 à. Thứ tư năm. Thế Tuấn ấy được Cường rồi. Cưới vợ là phải xem tuổi cả tuổi mụ mà. Thứ tư thì năm nay tuổi 27. Tuổi trong bụng nó là 27 đúng không? Đấy, kiếm thì thôi, kiếm câu nào ở nhất là ở gần thôi, cứ phải này, cứ phải biết chữ khó nấu ăn là được rồi. 10 trừ 4 6 6 cộng 1 là 7. 10 trừ 4 6 là cộng thêm cái tuổi trong cưới không có cặp tuổi làm nhà mới con nhỉ. Cứ các cụ. Đây cậu năm nay này làm có cái cứ cứ vài tuổi các cụ là đúng. Cụ nhiều ông đến 30 cũng biết là đủ tuổi cơ. Đến tầm này tuổi trong đẻ trong bụng đấy là tuổi 9 tháng đấy, đấy là tuổi các cụ. Học xong ra trường kiếm có nghề, có cái nghề đấy rồi lấy vợ đi. Còn ông nào đẻ đầu năm thì bây giờ mới gọi là đủ tuổi các cụ. Đến 30 cũng là vẫn là thiếu tuổi các cụ. Tuổi 9 tháng nằm trong bụng cộng cái tuổi đấy gọi là tuổi các cụ. Anh cũng ngoan là sao? Gọi là tuổi các cụ. Tuổi nhà nước là cứ ra ngày nào nó không nói gì đâu. Nó ngoan tốt không phải ngoan, tốt tức là ngoan. Chẳng là cái giải quyết cái gì. Làm sao làm sao được, có hai đến bố mẹ đừng có trốn ra khỏi nàng là được. Sợ mới là để các cậu muốn uống cốc bia không thấy cháu nó trốn mất thì chơi nhọc lắm. Anh Tuấn này ra là chính, chứ là mình cứ tốt nhất là cứ làm lấy nhiều tiền đi cực ngon ra xã hội ra quan hệ được. Đúng là lâu ngày về đúng quê hương ăn uống cảm thấy hương vị nhà vẫn vẫn khác luôn, trong đấy ăn uống kiểu gì nó gia vị nó khác đúng không. Ngon ngon bác. Ngon. Thế thì hai bác cháu keng keng cái nó mát mẻ thế nào nhỉ? Kia Tuấn đâu? Còn đâu mà keng. Ôi còn đâu mà keng thế này. Tuấn đâu? Đi nhà nó keng với bác cái hỏi bác ngon không, hỏi mồm không à. 100-150 thế nào nhá? 100. Đấy nói cứ phải trăm, bác cháu lâu ngày không gặp nhau, bác 30 mấy năm về đi từ ngày mà chưa đẻ. Nắc đây, hai bác cháu nắc nhau đây. Đấy, tình cảm lần sau có vào Sài Gòn ghé chơi thì bác còn nhận ra được. Bác già có tí tuổi lẫn đi chết. Tính cái bàn chèo. Tính bàn chèo. Nhà cũng tí nữa cái bàn chèo. Chua một tí nữa. Ô bác Phấn với chú Kiên ngồi đần thối rồi đấy nhỉ? Chán rồi à? Keng bốc mạnh lên. Rượu đối với anh em nhà biển nên cả nhà mình cứ hay chia sẻ là bao la bát ngát. Người thì nấu được, người thì giữ được, ngâm được, thú chơi. À, đấy, ông em này, nhà nấu rượu chuyên nghiệp.
Đấy, cái bình ấy là cậu mới rửa hôm qua đấy, nó bẩn lắm, nhưng mới hôm qua là cậu mới chịu khó rửa, nó thì định sách. Bao nhiêu năm rồi cậu nhỉ? Cái này chắc tầm chỉ này từ 10, cái loại này chỉ tầm 10 năm không? Không, chỉ 13 thôi. 13 12 có cái 12. Mày cứ giả vờ hỏi cậu nữa, mày biết cậu rồi đấy nữa. Này hết đồng tố. Đấy. Thế cái này uống chỉ êm thôi, nhưng xương hoàn ở đây là loạn. Chơi vài bát bia dám nâng cốc rượu, mình đã cảnh báo là đừng có uống rượu em, anh đừng uống. Uống rồi. Thôi. Uống rượu không cái gì đâu, bốc men đúng không? Ừ, sao nữa? Uống trời nâng mắt con rượu thôi. Đấy, cả nhà đấy, mình cứ chia sẻ bữa cơm với anh em mình nha, rượu nhỉ, xong rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip nha, mỗi lần xem nhớ chia sẻ và ủng hộ cho mình một lượt một like nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chúc cột như thế. Chào cả nhà yêu nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip nha.